Nàng cần điều gì xin hãy nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đền đáp ân huệ của nàng. Ta muốn có thêm thật nhiều loại giống hoa từ những miền xa lạ, chim hãy mang về cho ta nhé. Chúng tôi sẽ đem những hạt giống hoa lạ và đẹp nhất khi trở về, nàng hãy đợi nha. Thời gian cứ thế trôi đi. Khi đàn én cất cánh bay về phương Nam, cũng là lúc mùa đông giá lạnh kéo đến. Tuyết rơi dày đến nỗi chẳng cây cổ thụ nào có thể giữ nổi những chiếc lá. Lạ kỳ thay, chỉ có vườn hoa nhà Rota vẫn khoe sắc rực rỡ. Những bông hoa được nảy mầm từ những hạt giống của chim én gửi lại cho Rota từ vụ mùa trước. Ôi, thật không thể tin nổi, thời tiết khắc nghiệt như vậy mà vẫn còn những bông hoa đẹp như thế này. Tôi nghe đồn phải tận mắt tới đây xem sao. Dạ chào bác, cháu có thể giúp gì ạ? À, cô bán những bông hoa này chứ, bán cho tôi một bó thật lớn nha. Dạ, bác đợi cháu một lúc nha. Chà chà, hôm nay hoa vẫn đẹp quá à, bán cho tôi một bó nào. Cho tôi 2 bó nha cô Rota. Này Rota, cô việc gì ngày ngày bán từng bông hoa cho khổ? Chỉ cần cô đồng ý nhượng lại cho tôi vườn hoa này, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Ừ, tôi chỉ bán hoa cho những người yêu mến hoa mà thôi. Thưa bà không yêu mến hoa thì bà sẽ không chăm sóc tốt cho chúng được đâu. Hóa ra ý cô nói ta là người không ra gì hả? Nếu cô không bán á, ta sẽ phá nát chỗ hoa này. Kể cả có như vậy, tôi cũng không bán vườn hoa này cho bà. Mời bà về cho. Mình phải nghĩ cách gì đi chứ. Làm sao để mua lại vườn hoa nhà con Rota về cho tôi? Giữa mùa đông lạnh giá mà hoa nhà nó vẫn nở rực rỡ thế kia. Rất nhiều người muốn mua hoa. Nếu mình tăng giá thì sẽ thu được rất nhiều tiền đó mình. Nhưng con bé Rota đó chắc gì đã muốn nhượng lại mảnh vườn hoa mà nó hết sức yêu quý cơ chứ. Nếu như đơn giản như thế thì tôi cần gì phải phiền đến ông. Nó không những không bán mảnh vườn mà còn nhục mạ tôi không ra gì trước mặt rất nhiều người nữa kìa. Nó dám đối xử với bà như vậy ư? Tôi có cách rồi. Bảo đảm bà sẽ được như ý. Rota này, mẹ cứ nghĩ mãi chuyện ngày hôm qua. Nếu như con cứ nhất quyết không chịu bán mảnh vườn này cho bà điền chủ, nhất định họ sẽ không để yên cho con được đâu con ơi. Mẹ à, mụ ta muốn mua vườn hoa nhà mình vì nó là thứ duy nhất ở vùng này, chứ không phải vì mụ ta yêu thích hoa. Con không thể đưa những bông hoa của mình cho mụ ta được. Nhưng mà... Không sao đâu mà mẹ. Mày đâu? Trói nó lại cho ta. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tại sao lại trói tôi chứ? Vì sao ư? Vậy cớ sao tất cả cây cối trong vùng này không thể sống sót mà vườn hoa nhà cô vẫn tươi tốt như thế kia? Bởi vì đó là phép tà. Cô ta ngày đêm còn trò chuyện với lũ chim xa lạ từ phương xa tới, bởi vì cô ta chính là môn phù thủy. Dẫn nó đi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Mau thả con gái của tôi ra. Thả nó ra đi mà. Mẹ, mẹ. Cô ta đã dùng phép thuật tà ma. Như mọi người đã thấy đấy, ta ban cho cô ta tội chết chính là để tránh họa cho dân làng. Rota, xuống đây với mẹ đi con ơi. Con có tội tình gì chứ? Thả con của tôi ra. Thả con của tôi ra đi mà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Các người còn nhìn cái gì nữa? Không mau kéo mụ ta ra, không ta cho thiêu cả hai mẹ con luôn bây giờ. Thật oan ức, ai cứu con gái của tôi với? Rota, Rota. Trời ơi, chuyện gì thế này? Hoa đâu hết rồi? Còn Rota, cô gái tốt bụng của chúng ta đâu? Chúng cháu là bạn của Rota, bác là mẹ của Rota đúng không ạ? Đúng
vậy. Nhưng Rota, Rota không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hả? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra khi chúng cháu không có ở đây vậy? Bác kể cho chúng cháu nghe được không ạ? Mà mụ ta cũng cướp trắng trợn như vậy, thật là quá đáng. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ phải làm gì đó cho Rota đáng thương. Chúng cháu đã hứa với Rota sẽ mang những hạt giống mới lạ ở khắp nơi về. Nhưng Rota tội nghiệp đã không còn. Bác hãy nhận chỗ hạt giống này và chăm sóc cho chúng thật tốt nha. Hả? Trời ơi, tại sao lại thế này? Người đâu? Sao ta đã cho gieo hạt giống từ lâu mà chưa thấy nảy mầm vậy? Thưa bà, chỗ hạt giống này gieo ở mảnh vườn khác thì lên rất tốt tươi. Còn ở mảnh vườn nhà cô Rota, những hạt giống lại héo rũ và không nảy mầm được ạ. Sau khi con bé Rota bị trừng trị thì mảnh vườn này không thể trồng trọt được gì nữa. Thôi đi về, để tính sau đi. Đau quá, trời ơi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Lũ chim chết tiệt từ đâu ra thế này? Cứu ta với, cứu ta với. Đau quá, đau quá. Người tha cho ta. Từ đây ta sẽ không bao giờ quay lại mảnh vườn chết tiệt này nữa. Vậy là những hạt giống hoa do đàn én mang về được mẹ Rota gieo trồng. Chẳng mấy chốc, chúng nở những bông hoa tươi thắm như cặp má hồng hào của Rota. Những bông hoa đó chính là phương thuốc thần diệu giúp mẹ Rota trị vết thương nơi cõi lòng. Về sau, người ta gọi loài hoa ấy là hoa phụng tiên. Và kể từ đó, hễ người nào bị nổi cây đắng dày vò, người mẹ của Rota đều đem phân phát cho họ. Chẳng bao lâu, trên khắp cửa sổ những gia đình nghèo đều nở những bông hoa phụng tiên. Mê cung Cơ Lích Đơ. Ngày xưa, ngày xưa, ở biển thuộc Hy Lạp có một đảo lớn tên là Cơ Lích Đơ. Trên đảo là vương quốc Miros hùng mạnh nhất trong tất cả các vương quốc của Hy Lạp thuở ấy. Tên kia, tội phản quốc của nhà ngươi thật không thể dung tha. Bây đâu, chém đầu hắn cho ta. Tuân lệnh, quốc vương, xin ngài hãy tha mạng. Ý nàng không phải vậy sao? Hắn cũng có nhiều công với quốc đảo đó quốc vương quên rồi sao? Thôi được, thể theo mong muốn của hoàng hậu Phasifa, ta tạm tha cho ngươi tội chết. Ôi trời ơi, tội phản quốc mà có thể tha tội chết sao? Tôi thật không thể tin được mà. Hại đức vua thật là nhu nhược. Đúng vậy, ông ta đã quá quỷ lụy hoàng hậu Phasifa rồi. Mà bà ta tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong là một người đàn bà xấu xa. Đúng vậy, mà ông có biết hoàng hậu Phasifa rất thích chơi cùng lũ bò không? Gì cơ, ông nói thật hay nói đùa vậy? Sao lại đùa chứ? Cả vương quốc người ta đồn thổi mà ông không biết gì sao? Ông đúng là suốt ngày chỉ biết lo công việc, không biết gì chuyện quần thần bàn tán. Nhưng mấy thông tin đó liệu có thật không? Tại sao lại không? Chính tôi không tin và đã từng bí mật theo dõi. Tôi đã nhìn thấy bà ta đi đến thung lũng của quái vật bò. Ôi trời ơi, bà ấy trêu đùa và ôm ấp chúng. Ôi trời ơi, mà đó là những loài sinh vật bò đúng như cái tên người ta dành cho chúng. Quái vật bò. Hình dáng chúng thật kinh dị, rất đáng sợ, luôn gào lên như sấm. Ôi trời ơi, thật không thể tin đây là sự thật. Mà ông có biết loại quái vật bò đó thích ăn gì không? Ăn gì? Ăn thịt người. Ôi trời đã, thịt người. Đúng vậy, tội nghiệp quốc vương của chúng ta. Ông ấy bị bà ấy che mắt và ông ấy không hề biết gì về việc bà ấy kết thân với lũ quái vật bò cả. Hoàng hậu Phasifa, bà ta thật hư hỏng và tính tình quá phóng túng rồi. Thưa quốc vương, hoàng hậu đã lâm bồn. Ôi trời ơi, thật tuyệt vời, để ta đến đó ngay. Nhưng thưa đức vua, nhưng... Kìa, ngài vui trọng đãi của ta, tại sao nhà ngươi lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Thưa quốc vương, thần đáng chết. Thưa quốc vương, bởi hoàng hậu không sinh hoàng tử, mà lại sinh ra... Người nói gì lạ vậy? Nói nhanh lên, nhanh lên. Người sinh ra một con quái vật bò ạ. Ngươi vừa nói gì? Quái vật gì hả? Quái vật bò ạ. Trời ơi, lẽ nào?
đâu, chỉ còn quái vật kia cho ta, lập tức giết ngay không tha. Trời ơi, con da của nó còn cứng hơn cả đá. Tất cả giáo mát phi vào nó đều đã bật ngược trở lại rồi. Đúng là một con quái vật kinh dị. Cũng kém quá à. Mọi người trong kìa, nó không hề hấn gì, không xước một mấy da. Mấy tên nhảy, khung hồn mau cống thịt sống cho ta. Lấy cung tên ra bắn nó đi. Dừng lại, các người dám giết nó thì giết cả ta đây này. Bà còn không biết xấu hổ hay sao? Dù thế nào cũng không được động vào nó. Đó là cốt nhục ta đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Phải để cho nó được sống, nếu không thì ta sẽ chết ngay bây giờ cho các người xem. Bà thật quá đáng. Trời ơi, con quái vật thật là kinh dị. Hai dũng sĩ to lớn như vậy mà nó ném phốc lên như ném một con mèo. Sức mạnh của nó quá khủng khiếp. Tôi nghe nói chính hoàng hậu đã sinh ra con quái vật đó, và món khoái khẩu của nó chính là thịt tươi đó. Cứ mau chạy đi, chạy nhanh khỏi đây đi, kẻo mất mạng đấy, nó sắp đến đây rồi. Nhiều năm sau, quái vật bò sau đó hoành hành khắp hoàng cung, bữa nào cũng đến cướp thịt gia súc sống. Quốc vương Miros cũng bí mật sai lính bắn tên độc hay cử những dũng sĩ liều thân đấu với quái vật bò, nhưng tất cả đều vô dụng, dù là hàng ngàn binh lính thiện chiến nhất đều phải thua cuộc. Kính thưa quốc vương, hàng ngàn quân lính của chúng ta đã bủa vây quái vật bò nhưng đều thất bại. Hàng trăm quân lính thiện chiến nhất của chúng ta đã bị hắn tiêu diệt rồi ạ. Trời ơi, hàng trăm quân lính thiệt mạng rồi ư? Bà còn dám lớn tiếng đòi giữ mạng con quái vật đó nữa không hả? Tôi... Bà có biết mình đã gieo đại họa lớn rồi không? Con quái vật đó không phải muốn giết mà giết được đâu. Lần sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa. Nhưng thực sự là tôi chỉ gặp gỡ giữ hội hè với mấy người hình dáng kỳ lạ ghé qua đảo mà thôi. Kỳ thật không hề vượt qua giới hạn gì. Tôi không hiểu vì sao mình lại sinh ra một quái thai nữa. Quốc vương à, phải tin ở tôi. Còn có lần sau nữa ư? Ta không cần biết bà đã làm gì, nhưng hôm nay bà hãy về cung của mình mà suy ngẫm về tất cả những việc đã làm. Bằng không, đừng tưởng ta không dám vĩnh viễn nhốt bà vào lãnh cung. Cuối cùng, sau nhiều năm đối đầu với quái vật bò, quốc vương Miros đã nghĩ ra một cách là xây dựng mê cung để nhốt quái vật. Quốc vương phải mời người thợ giỏi nhất Hy Lạp thuở đó là Dalos để xây dựng một mê cung vững chắc phía sau hoàng cung, gọi tên là mê cung Glider. Mê cung này không thể giúp giết chết quái vật bò, nhưng có thể giam giữ nó lại, phòng hậu quả khôn lường nó có thể gây ra cho tính mạng của con người. Dưới sự chỉ đạo của người chỉ huy tài hoa, kỹ sư Dalos, các tốt thợ ngày đêm gấp rút xây dựng, hoàn thành mê cung này trong vòng 7 ngày. Xin quốc vương thứ tội cho thần không ra nghênh tiếp người. Thần bị mắc kẹt trong mê cung này tròn một ngày mới ra đến cửa. Trời, chính nhà ngươi xây dựng mà ngươi cũng bị mắc kẹt ư? Vâng, thần đã nhìn chỉ dẫn của chính mình mà vẫn bị mắc kẹt. Vậy thì càng tốt, ngươi xây nên mê cung mà chính ngươi còn mắc kẹt thì con quái vật bò kia làm sao ra được chứ? Thả ta ra. Không khó khăn để dụ quái vật bò vào trong mê cung Glider bằng cách mang đầy thịt thú tươi vào đó. Còn quái vật lập tức bị lạc lối trong mê cung có 102 này, hoàn toàn đầu hàng việc tìm đường thoát ra. Nhưng cũng từ hôm ấy, không ngày nào hầu cận của quốc vương Miros có thể bỏ qua việc cung cấp thịt sống cho con quái vật hung dữ này. Thức ăn của ta đâu? Thịt tươi của ta đâu? Tại sao giờ này các ngươi vẫn không mang thịt tươi cho ta? Trời ơi, chuyện gì vậy? Quái vật bò thưa hoàng thượng, chỉ cần chạm đưa thức ăn nó sẽ gào thét như vậy ạ. Ôi trời ơi, vậy thì ai có thể sống nổi với nó chứ? Cũng từ đó, thịt tươi phải mang vào cho quái vật bò liên tục, không được chậm trễ. Hễ chậm ném thịt vào một phút, quái vật bò lập tức gầm lên vang trời đất, khiến cả cung vua cũng phải rung chuyển theo. Tươi đấy, kể ra thì ta cũng chẳng ngại làm khách trong cái mê cung đẹp đẽ của các ngươi cất công xây dựng nên dành riêng cho ta. Nhưng các ngươi nghe cho rõ đây, mỗi năm ngoài thịt thú tươi, các ngươi sẽ phải cống cho ta một mạng người lớn và mấy trẻ nhỏ. Bằng không, trách ta không chịu làm khách.
Còn quái vật đó dám đòi cả mạng người, thật là quá đáng lắm rồi. Thời gian sau đó, Vương quốc Nidos và Vương quốc Aten xảy ra chiến tranh do tranh chấp về phạm vi chiếm đóng đường biển. Aten thất bại phải đầu hàng. Này nước Aten, các ngươi đã đại bại. Ngoài việc Aten không được bén mảng đến đường biển thuộc sở hữu của Midos, hãy về thông báo cho quốc vương của các người. Mỗi năm Aten sẽ nạp một mạng người lớn và 7 trẻ nhỏ để nước ta cống cho quái vật bò trong mê cung Glitter. Tôi xin lĩnh ý ngài, lập tức về thông báo cho quốc vương Aten. Khi thời hạn giao nộp người đã đến, quốc vương Aten vô cùng bối rối khi con trai duy nhất của mình, hoàng tử Tisusi, quyết tâm nhận nhiệm vụ lên đường tới Midos. Tisusi, con điên rồi, ta sẽ đưa nô lệ sang đó. Việc này không liên quan gì đến con cả. Con sẽ giết chết con quái vật bò đó để trừ họa lớn đang đeo lên cổ người dân Aten, là hoàng tử của Aten. Nếu con dững chân để chúng dân mình lâm vào cảnh tai ương, thì mai này con không còn mặt mũi nào để thay cha trị vì vương quốc này nữa. Nhưng con quái vật đó rất hung dữ, ngay cả quân lính thiện nghệ nhất của Midos cũng không làm gì nổi nó, nên phải tống nó vào mê cung có tên là Glitter để khống chế nó mà. Phụ vương hãy tin ở con, việc này lòng con đã quyết, con rất vui nếu có thêm sự ủng hộ của người. Ta đồng ý để con lên đường sang Midos, nhưng con hãy nhớ, trong bất kỳ trường hợp nào, tính mạng của con là quan trọng hơn tất cả, con có thể đổi ý quay lại đây bất cứ khi nào. Thôi, hoàng tử Tisusi, hoàng tử can đảm, niềm tự hào của vương quốc Aten chúng ta. Ôi, nhìn chàng xem, chàng thật đẹp và khỏe mạnh quá. Đúng thế, bao năm qua, chàng ấy nổi tiếng là một hoàng tử không vì dòng dõi hoàng gia cao quý, mà trễ nải việc rèn luyện thể chất, tri thức để trở thành một trang anh hùng tuổi trẻ tài cao ở xứ Aten. Còn quái vật bò ấy hung hãn đến thế, giết chết bao nhiêu mạng người rồi, chàng ấy sẽ chết mất. Hoàng tử Tisusi vạn tuế. Hoàng tử Tisusi, thật tội ơn người. Vị này là hoàng tử của Aten ư? Lẽ nào... Thưa quốc vương, ta chính là Tisusi, hoàng tử xứ Aten, và là người sẽ vào mê cung Glitter theo yêu cầu của quý quốc ngài. Hả? Đích thân hoàng tử Aten ư? Thực ra ta không yêu cầu cao như vậy, có thể là bất kỳ thường dân nào của Aten. Đối với ta, mạng của thường dân Aten còn quý hơn chính mạng ta, thưa quốc vương. Vị hoàng tử này thật có khí chất. Hay có lẽ anh ta chưa biết được hết sự nguy hiểm của con quái vật bò nước chúng ta, nên mới hùng dũng như thế. Chàng trai này thật khí phách. Nhìn đôi mắt của anh ta là đủ hiểu những lời anh ta nói ra là tận tâm gan. Hoàng tử Tisusi, ta cảm kích trước tấm lòng của cậu với thần dân và sự can đảm đáng nể của hoàng tử. Nhưng có lẽ cậu còn chưa biết vào mê cung Glitter giam giữ quái vật bò của chúng ta, có thể cậu sẽ không có ngày trở ra nữa. Ta cho cậu thêm một đêm trước khi phải vào đó. Cậu nói xem cậu có nguyện vọng gì không? Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất. Hãy để 7 đứa trẻ ở ngoài. Ta muốn là người đầu tiên một mình đi vào mê cung Glitter. Được lắm, khá khen cho cậu. Không chỉ can đảm mà có trái tim nhân hậu. Điều này không hề hấn gì. Có điều, đêm nay ta buộc phải giam cậu lại cùng những đứa bé kia. Vì cậu đến trong vai trò người hiến thân vào mê cung, nên cảm phiền chúng ta không thể đón tiếp cậu như tiếp đón một người hoàng gia. Không hề gì, thưa quốc vương. Ta nhất định nhìn người không sai. Đây là một vị hoàng tử anh tuấn và dũng cảm biết bao. Ta quyết không thể để phụ vương giết hại chàng. Nhân buổi đêm, hoàng cung tổ chức yến tiệc. Công chúa Alia đã mang theo một hũ rượu lớn bí mật tới chỗ giam giữ Tisusi. Loại rượu mà người uống vào sẽ say sưa ít nhất 3 ngày, 3 đêm. Các vị binh dũng cảm, các người vất vả canh gác đêm ngày. Nay trong cung có yến tiệc, phụ vương ta đặt cách thưởng rượu quý cho các người đây. Hãy uống say sưa đêm nay đi. Cửa giả các phòng giam đều đã có khóa kín, cổng thành cũng đã đóng, không phải ái ngại gì hết. Xin đa tạ công chúa, đa tạ quốc vương. Tisusi, chàng ở chỗ nào vậy? Ai gọi ta thế? Ta là công chúa Alia. Công chúa Alia, con của quốc vương Midos ư? Ừ, đúng vậy. Ta đã nghe danh tiếng về nhan sắc của nàng từ lâu. Bà tại sao nàng lại đến đây một mình làm gì vậy? Ta đến để cứu chàng và những đứa trẻ. Cứu ta và những đứa trẻ ư? Ừ, đúng vậy. Hãy mau ra khỏi đây, lên thuyền ra biển trốn đi. Không, ta không trốn chạy. Ta phải giết quái vật bò để cứu những đứa bé Aten vô tội theo ta đến đây, để người dân Aten từ nay về sau không còn phải chịu tai họa vì nó nữa. Nhìn vào đôi mắt như có lửa của hoàng tử Tisusi, công chúa Alia
công chúa hiểu ra ý chí kiên quyết của chàng, nàng càng khâm phục và yêu quý chàng hoàng tử xứ Aten. Chàng hãy đợi ta, ta sẽ quay trở lại ngay. Thay vì tìm cách giúp Ti Sushi bỏ trốn, công chúa Alia bất chấp tất cả tìm đến nhà người luyện kiếm tài ba Thalatasi, người mà quốc vương Miros đã bí mật hạ lệnh cho ông ta làm thanh kiếm đặc biệt sắc bén, có khả năng địch lại quái vật bò để phòng trường hợp nguy trắc nhất. Công chúa đích thân đến tìm tôi, lẽ nào đã có chuyện gì? Con quái vật đã thoát khỏi được mê cung rồi sao? Không có, con quái vật vẫn bị nhốt trong mê cung. Giữa tôi, quốc vương và công chúa chẳng phải có một lời hẹn bí mật sẽ chỉ gặp nhau vì thanh kiếm có thể đấu với quái vật bò hay sao? Ta đã tìm thấy người xứng đáng làm chủ nhân của thanh kiếm rồi. Công chúa đã kể lại cho Thalatasi về Ti Sushi, hoàng tử xứ Aten dũng cảm với quyết tâm một mình vào mê cung Glider giết quái vật bò. Hả? Trời ơi, thanh kiếm đang phát sáng, cứ như thể nó có phép thần thông vậy. Tôi đã mất một năm qua để luyện nên thanh kiếm này, nhưng từ đêm qua có những điều lạ đã xảy ra. Điều gì vậy? Bình thường thanh kiếm này ta vẫn treo ở gốc cao nhất đằng kia cạnh những thanh kiếm quý khác, nhưng không hiểu sao từ đêm qua cho đến tận bây giờ thanh kiếm liên tục phát sáng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luyện kiếm của mình tôi được chứng kiến một thanh kiếm phát sáng như vậy. Tôi linh tính nó đã tìm được chủ nhân đích thực. Nay tôi xin trao lại kiếm cho công chúa để chuyển tới chàng hoàng tử dũng cảm kia. Về phần ngài, xin hãy bảo trọng. Khi cha ta biết chuyện, xin ngài hãy tâu báo là chính ta đã ép ngài giao kiếm nha. Công chúa đừng lo cho ta, nàng hãy mau trở về đi. Thanh kiếm này thực sự không phải là kiếm thường đâu. Ta không giấu chàng, thanh kiếm đặc biệt này cha ta đã bí mật lệnh cho người luyện kiếm tài ba nhất Hy Lạp rèn nên để phòng trường hợp quái vật bò sẽ tấn công hoàng cung. Thanh kiếm này sẽ giúp cho quốc vương và ta bảo toàn được tính mạng. Thật vậy sao? Chỉ ta, quốc vương và người thợ rèn kiếm nổi tiếng Thalatasi là biết sự tồn tại của thanh kiếm quý giá này. Nhưng chàng biết không, có một điều kỳ lạ đã xảy ra đúng vào ngày chàng đến vương quốc này đó. Hoàng tử Ti Sushi, điều ấy chứng tỏ rằng chàng chính là chủ nhân đích thực của thanh kiếm. Nàng định trao thanh kiếm này cho ta ư? Nó là quốc bảo quý giá vậy, nếu ta có mệnh hệ gì, tính mạng của nàng và quốc vương Mithos sẽ ra sao đây? Không đâu, hoàng tử Ti Sushi à, thiếp tin rằng chàng sẽ chiến thắng quái vật. Ta chỉ là người mang nó đến cho chàng. Chàng hãy dùng kiếm này để giết quái vật. Nó không chỉ là tai họa của người. Đại sự không dành cho nữ nhi. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, các vương quốc hình thành và dần phát triển lớn mạnh. Trong đó, vương quốc Shita là lớn mạnh hơn cả. Nhiều năm trôi qua, Shita không ngừng tìm cách thôn tính những vương quốc nhỏ lân cận. Vương quốc Maga. Và Maga, vương quốc nằm giáp ranh với Shita, không tránh khỏi bị Shita dòm ngó, nhằm nhè thôn tính bằng mọi cách. Quốc vương, Chera đã về rồi đây. Người không khỏe chỗ nào ạ? Con gái, ta đã tuổi cao sức yếu, lại không có hoàng tử kế vị. Mọi việc của vương quốc này không thể mãi để con một mình gánh vác như vậy được. Cha cứ yên tâm nghỉ ngơi đi cha. Chuyện biên cương hay chuyện triều chính, con đều thay mặt cha sắp xếp ổn thỏa hết. Hôm trước quốc vương Sita đã đề nghị cầu thân vì thái bình của vương quốc và vì muốn tìm cho con một chỗ dựa vững chắc. Ta đã đồng ý hôn sự đó rồi. Người còn khỏe mạnh vạn năm nữa để trị vì Maga. Xin người đừng lo lắng mà. Còn con thiết nghĩ, tại sao con lại cần một chỗ dựa? Con... Cha có sao không? Ta biết sức khỏe ta thế nào. Nếu còn thương cha, thương bách tính Maga, thì hãy thuận theo ý ta mà làm. Nếu chẳng may ta mất, đất nước này không thể không có vua, và con gái ta không thể không có một chỗ dựa. Con hiểu không? Cha ơi, xin người hãy giữ gìn sức khỏe. Che ra con xin thuận theo ý của người. Cha Che ra quốc vương Maga không chỉ đồng ý gả con gái cho quốc vương Sita,
mà ông còn đồng ý với yêu cầu hàng năm nộp cống phẩm cho Sita, tất cả để đổi lại sự hòa bình. Nhưng ông không hiểu rằng đó chỉ là một nền hòa bình tạm bợ, và người dân Maga đã phải khốn khổ thế nào để nộp đủ cống phẩm. Nhìn cái chân cái tay lên. Đúng là đồ dân Maga thối tha. Ngươi có biết những tấm vải đó còn quý hơn cái mạng của ngươi không? Mau đứng lên cho ta. Nếu ngươi không đứng dậy được thì nằm yên đó mà làm cái thảm chùi chân cho ta còn có ích hơn. Ngươi đâu? Khiêng những tấm vải quý giá này đem đi nhanh. Tình sứ thần Sita ác độc, hắn dám chà đạp dân Maga ta. Công chúa, xin ngươi hãy bình tĩnh, chúng ta không thể manh động được. Không thể thế này được. Nếu đến cả ta cũng luồn cúi, an phận làm vợ bé của quốc vương Sita, thì thần dân của nước ta sau này còn biết trông cậy vào ai? Công chúa, công chúa, không xong rồi. Quốc vương đã băng hà rồi. Hả? Cái gì? Công chúa, xin người hãy bớt đau buồn. Cả vương quốc bây giờ đang trông cậy cả vào người. Ta không sao, người đừng lo. Hơn lúc nào hết, giờ ta không thể yếu đuối được. Người đã xử lý mọi việc như lời ta nói chưa? Xin công chúa yên tâm, ngoài những người cận thần của vương quốc và chúng ta thì không ai biết về chuyện quốc vương đã băng hà đâu ạ. Ta thật có lỗi với vua cha khi không thể tổ chức tang lễ đàng hoàng, long trọng cho người. Nhưng tình thế đất nước ta đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần hay tin cha ta qua đời thì quân sĩ ta chắc chắn sẽ xâm lược nước ta. Chưa nói đến việc nội bộ đất nước cũng sẽ rối loạn. Nhưng sao chúng ta có thể giấu chuyện này mãi được chứ? Còn chưa nói đến nghi lễ liên hôn cho công chúa, sao có thể vắng mặt quốc vương được? Tướng quân, thật ra đây cũng chỉ là một cách để trì hoãn xung đột mà thôi. Còn thật ra ta đã có kế hoạch để chống lại Sita rồi. Đây là chuyện hệ trọng mà ta muốn bàn với ngài đây. Bẩm quốc vương, ta là công chúa Chera của vương quốc Maga. Ta vâng lệnh quốc vương Maga đến đây để bàn bạc đại sự. Nhiều năm nay Sita ỷ mạnh hiếp yếu, cả ba đất nước chúng ta đều phải cống nạp cho chúng quá nhiều. Nếu như chúng ta cứ luồn cúi mãi thì Sita sẽ được đà lấn tới. Và ta nghĩ chỉ trong một thời gian nữa thôi, nền hòa bình tạm bợ của ba nước chúng ta với Sita sẽ không thể giữ được nữa. Chỉ bằng chúng ta sẽ cùng nhau liên minh chống lại Sita. Công chúa chề ra, cho ta hỏi, đây là chiến lược quân sự của quốc vương Maga đúng không? Nếu ta nói cho họ biết đây là kế hoạch của ta thì chắc chắn sự tin tưởng của họ dành cho ta sẽ không có nhiều. Đành phải nói dối vậy. Thưa quốc vương, đây hoàn toàn là sách lược của cha ta. Các vị cũng biết, cha ta đã chinh chiến bao nhiêu năm nay mới gây dựng nên một Maga vững mạnh, lâu đời như vậy. Các ngài hãy yên tâm vào tầm nhìn và sách lược của cha ta đi. Vậy tại sao quốc vương Maga không trực tiếp đến bàn bạc mà phải cử công chúa đi? Các ngài cũng biết, chuyện liên kết quân sự này nếu chưa thành mà đánh động đến Sita thì lành ít dữ nhiều. Cha ta đã cẩn thận cử ta đi để tránh tai mắt của Sita. Quốc vương Maga quá là người biết nhìn xa trông rộng. Nếu sự liên kết quân sự này thành công, ba nước chúng ta từ nay sẽ không còn bị Sita áp bức nữa. Vương quốc Sita. Thật to gan, kể cả có liên quân ba nước đi nữa, ta cũng không sợ chúng. Được, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đằng nào chúng cũng có ý chống đối ta. Chỉ bằng lần này, ta sẽ cho chúng biết thế nào là Sita hùng mạnh. Cấp báo, có tin khẩn cấp thưa quốc vương. Được lắm, nếu tin này mà lan ra thì sẽ chẳng có liên quân gì nữa. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị đội quân tinh nhuệ, ngày mai xuất phát hướng thẳng tới Maga. Trời ơi, tin tức cha ta băng hà, không hiểu sao đã bị tiết lộ và lan nhanh như vậy.
quốc vương hai nước láng giềng đều từ chối không liên quân với chúng ta nữa rồi. Với tình hình này, chắc chắn Sita sẽ cô lập hoàn toàn Maga của chúng ta mất thôi. Chuẩn bị ngựa, trong đêm nay ta phải hẹn gặp được quốc vương hai nước lân bang để đích thân thuyết phục họ. Vâng, thưa công chúa. Các ngài cho rằng ta không thể gánh vác được Maga ư? Ta không có ý coi thường công chúa đâu, nhưng xưa nay nữ nhi đều lo an phận, sao có thể làm đại sự được? Nếu quốc vương Maga đã qua đời, chúng tôi không thể liên quân được. Đối đầu với Sita quả là quá mạo hiểm. Đúng vậy, chúng tôi không thể giao phó vận mệnh đất nước vào tay một nữ nhi được. Chẳng lẽ cả đời này nữ nhi thì không thể làm nên đại sự, cả đời chỉ có thể tìm một chỗ dựa thôi sao? Giờ cha ta đã mất, lẽ nào ta phải dừng lại tất cả sao? Các quốc vương, cho thần xin phép được hỏi, các ngài thấy kế hoạch và chiến lược quân sự thời gian qua Maga đưa ra thế nào? Những phân tích quân sự mà quốc vương Maga quá cố đưa ra chứng tỏ ngài ấy đã phải nghiên cứu nắm rõ tình hình chiến sự hiện nay. Đúng vậy, ngài ấy quả là một người biết nhìn xa trông rộng. Maga tuy là một nước nhỏ nhưng đã khiến Sita hết lần này đến lần khác phải e sợ khi có ý định xâm lược. Lâu nay ta chỉ nghĩ chiến đấu là chuyện của binh lính, nhưng nhờ những gợi ý của quốc vương Maga quá cố, ta đã hiểu được tầm quan trọng của sức dân và biết cách tận dụng tối đa sức dân trong chiến sự. Ta thật sự rất khâm phục quốc vương Maga quá cố, chỉ tiếc là bậc thông tuệ như ngài ấy đã qua đời. Nếu thần nói cho các ngài biết tất cả những kế hoạch và chiến lược đó đều là của công chúa Chia Ra đưa ra, thì các ngài nghĩ thế nào đây? Cái gì? Làm sao có thể vậy được? Thực ra thì một năm qua, sức khỏe của quốc vương Maga đã rất nguy kịch, nên mọi vấn đề của đất nước, từ triều chính đến biên cương, đều một tay công chúa Chia Ra điều hành. Nhưng để lòng dân được yên ổn và tránh quân địch dòm ngó, nên ta vẫn phải mượn danh cha ta khi điều hành mọi chuyện. Một năm qua để Maga tồn tại như chưa hề có biến cố gì, ta thực sự đã rất cố gắng. Giờ đây cha ta đã mất, Sita lại ép vương quốc của ta đến đường cùng. Ta muốn đường đường chính chính cùng con dân Maga giành độc lập, tự chủ, nhưng ta không thể nắm chắc phần thắng nếu không liên kết quân sự với hai ngài. Xem ra công chúa là người có chí lớn, lại thông minh, biết nhìn xa trông rộng, nhưng xưa nay chưa từng có tiền lệ nữ nhi đứng đầu một vương quốc. Các ngài có biết không, cũng giống như việc chúng ta đi trên sa mạc, vốn đâu có một con đường nào rõ ràng, chúng ta đi mãi thì nó thành đường thôi. Tiền lệ cũng như vậy, cũng cần có người bước những bước đi đầu để tạo ra mà. Công chúa có thể là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, am hiểu thế sự, binh quyền, nhưng nhìn vào tình hình trước mắt đi, quân Sita đông đúc hung hãn và hơn hẳn chúng ta về binh khí. Công chúa thử nói xem ta phải làm thế nào để đánh bại chúng, làm thế nào để bên ta ít chịu thiệt hại nhất đây? Nếu các ngài vẫn còn hoài nghi về năng lực của ta, thì hãy nghe qua về kế hoạch mà ta đã chuẩn bị cho trường hợp này. Sau đó, các ngài có thể quyết định xem có nên tiếp tục liên minh với ta hay không. Phân cách giữa Sita và Maga là con sông Vita. Sita muốn xâm chiếm nước ta thì bắt buộc phải đi qua con sông này. Nhưng thay vì để Sita tấn công ta trước, thì nước ta sẽ tấn công trước. Cái gì? Quân Maga sẽ tấn công Sita trước ư? Công chúa ơi, người có tự tin quá không? Quân Maga đâu thể đấu lại Sita được. Xin hai vị hãy bình tĩnh, nghe ta giải thích trước đã. Ta sẽ chủ động tấn công trước, để lợi dụng thời điểm sương mù dày đặc che phủ lòng sông Vita. Và đó là thời điểm thích hợp để ta dụ địch vào trong. Phía trước của quân Maga, toàn đội chú ý, phóng tiễn! Công chúa chạy ra tiên liệu như thần, Sita đã trúng kế của ta. Nhờ kế sách này, chúng ta sẽ thu về một lượng mũi tên khổng lồ, làm chúng tiêu hao binh khí vô ích, nhưng lại vẫn bảo toàn lực lượng của ta. Nhưng cứ chờ đấy Sita, băng kinh hay vẫn chưa dừng ở đây đâu. Toàn quân Maga, nghe lệnh ta, nhanh rút quân. Sau một hồi tập kích trên sông Vita, các thuyền lính rơm của quân ta sẽ giả vờ thua trận rút lui, chạy về khu vực địa hình hiểm trở ở phía đông. Quân Sita chắc chắn sẽ hiếu thắng mà tiến quân đuổi theo. Nhanh đuổi theo,
dòng quân của Maga vào chiến tương, không được bỏ sót tên nào. Tiêu diệt Maga, tiêu diệt Maga, sông lên, tiêu diệt cánh quân tiên phong của Sita, tiêu diệt Sita. Hết rồi, ta đã trúng kế của địch rồi. Quân Maga đã liên quân với hai nước Tân Bang dụ chúng ta đến đây. Ngay khi chiến dịch mở màn thành công, chúng ta sẽ nhân đà thắng lợi để tiếp tục mở những đợt tấn công khác càng quét quân của Sita. Chúng ta sẽ tiếp